Khoa học Đại học Đông Á. Một đội sang khoa học mà nhà trường đã chủ trương thực hiện trong nhiều năm qua. Đây chính là nơi ươm mầm cho những hoạt động nghiên cứu cho đội học thuật của thầy và trò trường Đại học Đông Á để định hướng và tổ chức thực hiện hai kỳ thi thành lập trường. Góp phần nâng cao thương hiệu, uy tín và chất lượng của trường Đại học Đông Á trong hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Đối với tạp chí, cá nhân tôi luôn luôn ủng hộ, luôn luôn hỗ trợ và chắc chắn sẽ luôn luôn đồng hành cùng với trường Đại học Đông Á. 3, 2, 1. Tôi cho rằng sự ra đời của tạp chí Đại học Đông Á là một sự cần thiết để mà phát triển cái nền khoa học của miền Trung cũng như là những cái nền khoa học khác ở trong nước. Tạp chí của mình là một cái tạp chí mới, cho nên là mình cũng rất mong muốn là các thầy cô cũng như các bạn sinh viên trong trường cũng như là các cái nhóm nghiên cứu ở bên ngoài trường cũng như các viện nghiên cứu trong cả nước còn gửi bài vào. Còn về những cái sự khác biệt đó, thì về những tiêu chí đó, thì tạp chí khoa học của Đại học Đông Á có những cái tiêu chí rất là riêng biệt và cũng đòi hỏi rất là khắt khe để có thể là đăng trên tạp chí. Để sưu tầm về cây trúc để tạo thành một hình ảnh mang tới thấy là hình ảnh về du lịch cho quận. Và qua đó thì hướng đến xây dựng quận Sơn Trà là quận du lịch mà thì mỗi người dân là một hướng dẫn viên du lịch, người Việt Nam, người nước ngoài đến du lịch tại Đà Nẵng nói chung và quận Sơn Trà nói riêng, thì đó là một cái ý nghĩa thiết thực đem lại khi mà sau khi mà hợp tác thành công. Là việc ký kết giữa hai trường Đại học Đông Á và trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, như tôi đã nói tại buổi lễ phát biểu, là dựa trên sự tôn trọng và tình bạn chân thành giữa hai trường đại học lớn, trường đại học ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và trường đại học lớn ở Đà Nẵng. Về thế mạnh của hai trường thì hai trường đại học đều là hai trường đại học lớn đào tạo đa ngành. Còn về điểm chung của hai trường đó là việc đào tạo của hai trường đều lấy người học làm trung tâm, hướng đến cái giá trị cốt lõi của giá trị của một trường đại học, đó là đào tạo ra những sinh viên, các thế hệ kỹ sư và cử nhân đầy đủ đức, trí, tuệ, tài cho xã hội và đất nước. Ở cái thời điểm hiện tại có thể nói là tạp chí trường Đại học Đông Á nó ra đời ở một cái thời điểm là nó cực kỳ đúng tiến độ, và thứ hai nữa là nó rất cần thiết cho sinh viên cũng như là cán bộ giảng viên trong và ngoài nhà trường. Cái việc mà triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học hiện nay đang trường cũng là rất là sâu nổi, và cái tạp chí khoa học trường Đại học Đông Á cũng là một trong những cái mà thầy muốn gọi là đây là một cái sân chơi khoa học, hay còn nữa là một cái vựa tri thức mà ngôn ngữ chuyên ngành nó gọi là knowledge hub. Thì ở đó các cái cộng đồng học giả trẻ cũng như cộng đồng học giả có gọi là có uy tín ở Việt Nam sẽ cùng nhau thảo luận, trao đổi cũng như là đưa ra những cái sáng kiến cũng như là các cái tìm kiếm mới. Và ở đó thì sinh viên là người đối tượng hưởng lợi nhiều nhất, thì hưởng lợi ở đây thông qua các cái kết quả công bố, và cái thứ hai nữa là sinh viên cũng có cái cách để tìm ra cái cách mình thấy được khoa học nó ứng dụng trong cuộc sống nó như thế nào, và cái thứ hai nữa là khoa học sử dụng cho công việc, và đặc biệt là sau khi các em ra trường cái thành quả nghiên cứu đó sẽ ứng dụng cho cái việc mà thực tập hoặc là làm việc tại các công ty trong và ngoài nước nó như thế nào. Chúng ta cần phải xác định được một cái đội ngũ biên tập có tính chuyên nghiệp và có trình độ để chúng ta có thể tham gia phản biện, thẩm định các bài tạp chí, để làm sao mỗi một bài được đăng trên tạp chí của chúng ta nó phải được ghi nhận đó là một kết quả khoa học và theo những cái tiêu chí mà quy định đối với một cái bài báo khoa học đã được quy định của nhà nước cũng như là của quốc tế.